Và sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. TikToker mang tên là Nhật Hải Biết Tuốt, tên thật là Nguyễn Nhật Hải, vừa bị chính quyền phạt 300 Mỹ Kim về hành vi cung cấp, đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức. Người này đăng tải video lên TikTok có hơn 900.000 người theo dõi. Video có nội dung trích nguyên văn đó là Quay trở lại vì sao Sài Gòn lại nhiều trộm cắp đến vậy? Vì điểm cốt lõi nhất là do văn hóa hay Sài Gòn là nơi cực kỳ lý tưởng của những loại tội phạm hoạt động? Ngày 3 tháng 4, Sở Thông tin và Truyền thông Sài Gòn phối hợp với tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Nhật Hải, đồng thời ra thông cáo cảnh báo người dùng Internet khuyến khích tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật của Cộng sản Việt Nam về phát ngôn và hạn chế việc phổ biến thông tin không chính xác, thiếu trách nhiệm ở trên mạng xã hội. Video bị cho là vi phạm này hiện nay đã bị ông Hải gỡ bỏ trên TikTok của mình. Ông không phải là một cái tên xa lạ. Ông từng tự hào mạng TikTok của ông lật tẩy những thông tin của giới giải trí, những người nổi tiếng và những vấn đề về thời sự mà dư luận quan tâm. Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, ông Đào Ngọc Dung, đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị xem xét kỷ luật ủy ban kiểm tra trung ương đã họp với sự chủ trì của chủ nhiệm trần cẩm tú các ông đào ngọc dung bà phạm thị hải truyền ông huỳnh văn tý đều cùng là giới chức bộ lao động thương binh và xã hội bị đề nghị kỷ luật các giới chức này bị cáo buộc liên quan đến gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái aic thực hiện chưa có chi tiết cụ thể về sai phạm của ông đào ngọc dung liên quan đến aic là gì Năm 2006, ông Đào Ngọc Dung khi đó là Ủy ban Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã gây ồn ào sau khi bị lập biên bản vì vi phạm quy chế thi tuyển sinh sau đại học. Chính trường Việt Nam hiện vẫn đang tiếp tục nóng lên với việc liên tiếp các giới chức cấp bộ, cấp tỉnh bị xử phạt kỷ luật, sau cơn địa chấn chính trị khi ông Võ Văn Thưởng bị miễn nhiệm chức Chủ tịch nước ngày 21 tháng 3 vừa qua. Trước đó hồi cuối tháng 1 năm 2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, cựu Bộ trưởng Công Thương đã được cho thôi giữ chức vụ và nghỉ hưu sau khi bị Bộ Chính trị kỷ luật. Cũng vào thời gian này, nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng bị Bộ Chính trị kỷ luật với các cấp độ khác nhau tin từ công an của gia lai vào ngày hôm qua cho biết cơ quan công an gia lai vừa quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn phương ở tại pleiku là cựu phó giám đốc ngân hàng sài gòn chi nhánh gia lai về tội làm sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng qua điều tra cơ quan công an của Gia Lai phát hiện, từ năm 2016, bị can Nguyễn Văn Phương đã lợi dụng chức vụ được giao, đã làm giả trang bổ sung của bảy giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, với nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ba cá nhân, làm giả ba lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng thế chấp tài sản, cùng với ba đơn yêu cầu ghi danh thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất của ba khách hàng. Tiếp đó, Nguyễn Văn Phương đã sử dụng các tài liệu giả nói trên để làm hồ sơ thế chấp vay vốn ở Ngân hàng Sài Gòn thuộc về chi nhánh Gia Lai. Phương đã trực tiếp ký hồ sơ thế chấp, ký xét duyệt tín dụng, giải ngân cho khách hàng, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 150.000 Mỹ Kim để chi tiêu vào mục đích cá nhân. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an của tỉnh Gia Lai tiến hành điều tra, mở rộng và xử phạt theo như quy định của pháp luật. Phụ huynh bị lừa đảo số tiền lớn khi ghi danh trại hè quân sự giả mạo. Một phụ huynh ở Đà Nẵng vừa bị lừa số tiền hơn 3.000 Mỹ Kim khi ghi danh cho con tham gia trại hè quân sự trên mạng xã hội Facebook. Một nữ phụ huynh than thở, bọn lừa đảo nhắm vào tâm lý phụ huynh muốn tìm nơi cho con trải nghiệm, trưởng thành dịp nghỉ hè. Tôi làm mẹ, thương con nên bị lừa. Công an Đà Nẵng xác nhận có trang Facebook mang tên Trại hè kỹ năng học kỳ quân đội, đăng tin giới thiệu sẽ tổ chức chương trình trại hè cho học sinh trên địa bàn Đà Nẵng tại địa chỉ 183A Phan Đăng Lưu và 80 Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tuy nhiên, theo đại diện Đoàn Thanh niên Công an Đà Nẵng, hoạt động này chỉ có Đoàn Thanh niên Công an các tỉnh thành được phép thực hiện, không có đơn vị nào được phép tổ chức. Tại Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên Công an chưa tổ chức hoạt động này. Hiện nay, nhiều phụ huynh trên địa bàn thành phố không biết các fanpage này là giả mạo, vào ghi danh rất nhiều. Cũng theo công an Đà Nẵng, khi người dân phụ huynh nhắn tin vào trang Facebook này thì được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để được tặng khóa học miễn phí ban đầu. Tuy nhiên sau đó, các đối tượng yêu cầu người ghi danh chuyển qua sử dụng một phần mềm, ứng dụng lạ, đã có phụ huynh bị lừa chuyển tiền. Từ Bình Dương có 49 người phải nhập viện, bị nghi là ngộ độc bữa ăn sau khi ăn bánh mì và bánh bao ở lễ hội. Có gần 50 người về nhập viện và đang được theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế Thuận An của Bình Dương, bị nghi là ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì và bánh bao ở lễ hội. Chiều mùng 3 tháng 4, lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho biết có 7 người đã được xuất viện, 42 được 42 người còn đang được theo dõi sức khỏe. Và những người này đã ăn bánh mì và bánh bao được phát miễn phí ở tại lễ hội rước cổ ông bổn ở Lái Thiêu. Theo lãnh đạo của Sở Y tế Bình Dương, tại miếu thờ ông bổn tổ chức lễ hội rước cổ trong đó có các đoàn lân sư rồng tham gia. Tại lễ hội, những người tham gia trong đó có thành viên của các đoàn lân sư rồng đã được phát bánh mì và bánh bao cũng như nước suối miễn phí để ăn sáng. Sau khi ăn, nhiều thành viên của một đoàn lân sư rồng đã có biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương đã đề nghị cơ quan an toàn vệ sinh thực phẩm hỗ trợ để lấy mẫu thực phẩm cũng như là điều tra làm rõ nguyên nhân ngộ độc thực phẩm.